Sau khi mình đun lá chanh với món vỏ bưởi đã thơm hết cả nhà lên luôn rồi, thơm lắm. Và dùng cái này để gội đầu. Nếu mà bạn muốn tóc của bạn sạch thì bạn cho thêm vào đó một chút muối, bạn cho thêm một chút muối ăn vô. Vì sao các bạn, vì sao mà phải cho thêm một chút muối ăn? Vì muối ăn có tính tẩy và làm sạch đó, và nó sẽ trị được những cái nấm khuẩn, những vi khuẩn nhẹ ở trên da đầu, và mình sẽ hết bị ngứa da đầu. Còn mình trước khi bạn gội đầu, bạn muốn ủ cái nước, muốn ủ bằng cái nước vỏ bưởi này lên trên tóc của bạn, thì bạn gội đầu bằng một loại xà bông thông thường nào đó mà ít chất tẩy, của loại xà bông tự nhiên như là xà bông bổ kết ở tiệm mình bán chẳng hạn, hoặc là xà bông bưởi, vỏ bưởi, bông nụ bưởi ở tiệm của mình có bán nhé. Thì gội xong, sau đó các bạn lấy cái nước này, các bạn ủ tóc của các bạn. Mình bảo đảm với các bạn là tóc của các bạn sẽ không có bị rụng tóc nữa, tóc không rụng ha, mà sau này tóc cũng sẽ bớt bạc. Còn về vấn đề của cái người mà người ta chưa lập gia đình như cả nam và nữ mà người ta bạc tóc sớm, sau này mình sẽ nói ở những cái video sau. Còn video này là còn cái việc gội đầu bằng vỏ bưởi này thì cả nam cả nữ chúng ta đều còn phải áp dụng. Hello, mình review trái bưởi và vỏ bưởi cho các bạn xem. Và mình sẽ chỉ cho các bạn biết cách nấu chè bưởi và bộ phận dùng của bưởi như thế nào thì sẽ tốt cho các bạn. Trái bưởi này là ở trong vườn của ba mình đưa về, và mình đang là tách vỏ của nó ra. Vỏ bưởi thì có tác dụng đó là các bạn có thể dùng cái vỏ bưởi ngoài cái viền màu xanh này và mang nó đi để mà phơi khô, rồi để dàn hun để bớt ruồi muỗi và gội đầu cho không bị rụng tóc nè. Còn cái phần thân trắng của vỏ bưởi này, các bạn hãy lột nó ra, mang đi lột ra như thế này, lột ra từng sớ như thế này, và cái phần trắng này các bạn sẽ dùng lại để nấu chè bưởi ăn nhé, đừng bỏ đi uổng. Thì theo mình biết thì cả quả bưởi thì cái phần trắng này là ngọn là tốt nhất. Trong phần trắng này có nhiều chất pectin, và chất pectin này giúp cho các bạn thông mạch máu, ngừa huyết áp, tốt cho da. Mà phần pectin này là phần mà các bạn hay ăn chè bưởi đó. Mình sẽ lấy cái phần pectin này mình đem rửa muối bóc sạch, rồi đem đun lại, luộc lại 1 đến 2 lần, sau đó mình sẽ mang đi nấu chè bưởi với đậu xanh thì và cho nước cốt dừa vào thì sẽ thành là chè bưởi. Còn riêng cái phần ruột của quả bưởi mình sẽ cắt ra luôn cho các bạn xem cái phần ruột của quả bưởi nha. Mình sẽ nói về cái phần ruột của quả bưởi
là nó sẽ tốt như thế nào và nó không tốt như thế nào. Các bạn có thể đăng ký kênh của mình để xem những cái video tiếp theo. Cái phần nhân này này, các bạn ăn cũng rất tốt. Đó là cái phần này á, nếu mà các bạn ăn ít thì rất là tốt, nhưng mà cái phần này là các bạn ăn ít thôi, đừng ăn nhiều. Mình ăn vừa đủ thôi, vì nếu mà các bạn ăn nhiều quá cộng với lại các bạn uống những cái chất kích thích như là cà phê hoặc là trà hoặc là một số loại có chất kích thích, thì cái này nó sẽ làm tăng của những cái loại chất kích thích, khiến cho các bạn bị ức chế. Ức chế có nghĩa là các bạn cảm giác như thao thức, khó chịu và mất ngủ buổi tối. Và nếu ăn bưởi thì bạn nên ăn vào buổi sáng, đừng dùng vào buổi tối. Và nếu một buổi tối mà chẳng may bạn ăn một và ít nhiều vài muỗng bưởi mà nhiều, và uống thêm một ly cà phê hay là một ly trà, thì chắc chắn là bạn sẽ bị mất ngủ, và bạn và thậm chí bạn sẽ có những vấn đề thao thức và mệt mỏi về thần kinh. Đó là cách mà các bạn nên giữ quả bưởi. Và quả bưởi này là ở trong vườn của ba mình đưa về, cho nên là nó có một chút bị sâu này các bạn, và mình sẽ cố gắng cắt cái phần sâu đi mình ăn, thì nó sẽ an toàn hơn, nó sẽ đỡ thuốc ở chỗ nào các bạn, là vì mình sẽ dùng luôn cả cái vỏ bưởi này, mình dùng nó để nấu nước, nấu gội đầu, cho nên là thế mà nó có sâu, nhà mình không có xịt, cho nên là mình dùng nó thì là hữu cơ, an toàn. Còn nếu như mà các bạn mua vỏ bưởi mà bóng đẹp thì về nên ngâm nước đi các bạn ngâm cái vỏ này qua nước, rồi sau đó mình để khô ráo. Các bạn chỉ cần ngâm nước thôi thì cái nước nó sẽ thấm dẫn đi, bớt đi một phần những cái thuốc xịt bóng, xịt làm bóng trái, hay là như là mùa này thì sẽ có rệp chẳng hạn. Đó, thì bạn ngâm nước thì nó sẽ trôi bớt đi, nhưng còn về phần tinh dầu của nó thì nó sẽ không, vẫn còn nguyên. Các bạn đừng nghĩ là ngâm nước thì nó sẽ phân tán đi tinh dầu ở trong này, vì những loại mà đó thì sẽ cô đặc và vẫn còn ở trong đó bạn. Còn nếu mà nhà bạn có cây bưởi bạn trồng được mà không xịt thì nó sẽ có một sâu, thì bạn cắt phần sâu nó có đi, và các bạn xài rất là an toàn. Đó là cách mà mình chỉ cho các bạn, để các bạn kể cả dạ dày luôn các bạn, nếu mà các bạn bị dạ dày là các bạn cũng ảnh hưởng đến về thần kinh suy nghĩ, chết. Đó, bị chết nha, nhất là đang bị chết các bạn đừng ăn bưởi ha, ăn ít thôi, vì nếu mà các bạn ăn nhiều các sẽ tăng thêm mức độ ức chế và các bạn sẽ bị chết thêm. Đó, mình sẽ đi nấu chè bưởi nhé. Vỏ bưởi bồ kết và sẵn. Sau khi nước sôi bạn có thể chảo. Bạn sẽ để bạc tóc.